Là đừng giới thiệu ấy nè. Giới thiệu bản thân mình ạ. Tên là Phát, 10 tuổi, học lớp 4, con đến với bố mẹ. Bố mẹ ông kia. Bố Dũng phải không? Bố Lê Mai Dũng phải không? Cảm ơn con. Đến đây. Đây. Anh giới thiệu đi con. Tên là Lê Mai Dũng. 8 tuổi, 5 tuổi, lớp 3.